Hello, xin chào tất cả các bạn, trở lại với buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ đang bắt đầu buổi tập với một bài khởi động chạy. Hồi nãy là các cầu thủ đã chạy nhẹ trước với chạy nhẹ cùng với bóng, đưa trái bóng lọt qua khe giữa hai cây và sau đó là di chuyển cùng với bóng, và bây giờ sẽ là chạy không. Các cầu thủ mới chỉ bắt đầu tập được khoảng 15 phút thôi. Và bây giờ thì vẫn đang bắt đầu với cái bài tập luyện của mình. Ngày hôm nay ở trong đội thì đa số là các cầu thủ đều có được thể trạng tốt nhất. Ngoài sự thiếu vắng của Dario, Phan Thanh Hậu và Nguyễn Công Thành, Dario thì đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nên anh cần có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khi đó thì Phan Thanh Hậu ngày hôm qua đã tái phát một chấn thương và hôm nay anh phải tập riêng ở bên ngoài, cùng với Nguyễn Công Thành cũng đang gặp phải một chấn thương. Nên các hai cầu thủ này đang tập nhẹ ở phía bên ngoài. Còn lại thì các cầu thủ đang đều có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng để tập trung cho cái buổi tập ngày hôm nay. Huấn luyện viên Paulo thì luôn có những bài khởi động và tập về thể lực khá là đa dạng. Ngoại trừ cái bài tập vừa rồi thì cũng cùng với hai cái thanh này, thì bây giờ các cầu thủ sẽ phải nhảy qua cái thanh này và sau đó là di chuyển về phía bên đây. Cùng chỉ với ít dụng cụ thôi nhưng mà huấn luyện viên đã tạo ra được nhiều cái bài tập khác nhau để giúp các cầu thủ phát triển được nhiều cái thể trạng khác nhau, cũng như là duy trì được tình trạng tránh chấn thương trước mỗi buổi tập cũng như là trước mỗi buổi thi đấu. Đây là Đỗ Văn Thuận. Tiếp theo người thực hiện sẽ là Tăng Tiến và Bùi Văn Đức. Về trường hợp của Babe Diakite thì rất nhiều bạn hỏi về hợp đồng của anh cùng với câu lạc bộ, thì như mình đã nói ở trong rất nhiều những cái clip trước thì Babe vẫn ở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Và chưa có một trường hợp nào về vấn đề là hợp đồng giữa anh và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thanh lý. Và anh vẫn ăn ở và tập luyện cùng với các cầu thủ trong câu lạc bộ. Đó là một sự thể hiện về thái độ chuyên nghiệp của Babe khi mà anh mặc dù có rất nhiều tin đồn ở phía xung quanh nhưng mà anh vẫn giữ được cho mình một cái thái độ tập luyện chuyên nghiệp của một cầu thủ, để tránh những lùm xùm bên ngoài để ảnh hưởng đến vấn đề hợp đồng cũng như là trạng thái tập luyện của anh. Ở phía bên ngoài đây thì Phan Thanh Hậu và Nguyễn Công Thành đang là hai cầu thủ phải tập riêng. Ngày hôm qua thì trong buổi tập thì Phan Thanh Hậu đã gặp phải một chấn thương nhẹ, có thể là do tái phát chấn thương. Còn Nguyễn Công Thành ấy, thì kể từ khi mà trở lại tập trung ngày mùng 5 vừa rồi thì anh đã phải tập riêng ở bên ngoài. Có lẽ là anh đã gặp một chấn thương từ trước khi mà nghỉ Tết. Bây giờ thì các thủ môn đang tập luyện những tình huống cản phá những cú sút xa. Mình đang ngồi ở phía ngay dưới sân để quay nên góc quay sẽ hơi khác mọi ngày một chút nhé. Người đang đứng trong khung thành đó là Phạm Văn Cường. Khi mà ngồi ở dưới đây thì các bạn có thể nghe rõ được tiếng những cú sút bập bập bập. Xong rồi, bây giờ sẽ thay đổi thủ môn khác. Hình như tiếp theo là Bùi Tiến Dũng thì phải. Đéo tận dụng được. Nói mình là như biết lô đúng không? Đúng không? Ủa nói chuyện trả lời đi, đừng làm từ gấp gáp gì đâu, nhiều ngày. Thái mới đá lại. Bây giờ người tiếp theo ở trong khung thành sẽ là Bùi Tiến Dũng. Rồi,
Bây giờ thì các cầu thủ ở phía bên đây đã chuyển sang chuyền bóng, tập những bài tập chuyền bóng. Họ sẽ chia ra làm ba đội khác nhau, cũng đội màu xanh lá, đội màu xanh dương và màu cam. Hai đội sẽ chuyền bóng và một đội còn lại thì sẽ đuổi theo bóng. Họ sẽ có hai top khác nhau. Phía bên đây là top 1 và ở phía xa bên kia là top 2. Ở phía bên top 2 bên kia là các cầu thủ, trong đó có Lý Nguyễn, Junior Barros. Bên cạnh đó là gồm có cả trợ lý Minh Phương nữa. Do là thiếu vắng cầu thủ nên là trợ lý Minh Phương cũng vào để hỗ trợ các cầu thủ tập luyện luôn, để cho đủ số các cầu thủ có mặt ở trong buổi tập. Mặc dù đã giải nghệ rồi nhưng mà những đường chuyền của trợ lý Minh Phương vẫn đầy cảm giác luôn nha. Trong những buổi tập khi mà thi đấu ở trên hai đội chia ra là mỗi bên 11 người để thi đấu ấy, thì trợ lý Minh Phương luôn thể hiện được kỹ năng của mình trên những cái đường chuyền kiến tạo cho các đồng đội. Ở phía bên đây thì bây giờ các thủ môn vẫn đang tập luyện những tình huống cản phá, những cú sút xa, những cú sút khá là nhanh. Và người đang đứng trong khung gỗ là thủ môn Thanh Thắng. 12 cú sút liên tiếp sẽ được các cầu thủ thực các được 3 thủ môn cùng với huấn luyện viên Minh Quang thực hiện về phía khung thành. 12 cú sút liên tiếp luôn nha các bạn. Những cú sút rất nhanh. Vừa rồi là 12 cú sút của các cầu thủ về phía khung thành của anh Thanh Thắng và chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây thôi. Các bạn có thể thấy là cái lượng cú sút nhanh và nhiều như thế nào về phía khung thành của anh Thanh Thắng, và phải đòi hỏi một cái sự di chuyển nhanh nhẹn cũng như là một sức cản phá, một sự phản xạ nhanh thì mới có thể cản phá được những cú sút đó. Nên việc để lọt lưới cũng là chuyện bình thường ở trong cái bài tập này. Cách của thủ môn ở trong bài tập này chỉ là hạn chế tối đa những tình huống để bóng bay vào lưới thôi. Người tiếp theo thực hiện có lẽ là Bùi Tiến Dũng. Đúng là như vậy, người tiếp theo thực hiện tình huống cản phá bóng sẽ là Bùi Tiến Dũng. 12 cú sút liên tiếp. Liệu là Bùi Tiến Dũng sẽ để đọt lưới bao nhiêu trái đây? Ok, mình sẽ zoom trực tiếp vào Bùi Tiến Dũng để chúng ta cùng đếm nhé. Xem là Bùi Tiến Dũng sẽ để lọt lưới bao nhiêu trái trong cái bài tập này. Ok, bắt đầu. 1-0, 2-0, 0-3. 0-3 là thuộc về những cầu thủ dứt điểm nha. 2-3 rồi, 3 đều. 4-3 cho Bùi Tiến Dũng, 5-3 cho Bùi Tiến Dũng. 5-4 rồi, 6-4 rồi, 7-4 rồi, 8-4. Và như vậy Bùi Tiến Dũng chỉ để lọt lưới 4 bàn. 4 trên tổng số 12, một thành tích cũng khá là tốt dành cho Bùi Tiến Dũng khi mà anh chỉ để lọt lưới 4 bàn và anh cản phá được 8 cú sút. Một thành tích tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là ai đây? Chúng ta cùng chờ đợi. Mình nghĩ tiếp theo sẽ là thủ môn Cookie. Đúng là như vậy. Tiếp theo sẽ là thủ môn Cookie, thủ môn trẻ của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cùng đón xem là Cookie sẽ có thể cản phá được bao nhiêu cú sút. Và liệu Cookie có thể cản phá được nhiều cú sút hơn là Bùi Tiến Dũng hay không? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đến với cái bài tập này.
Dũng như Bùi Tiến Dũng thì Kuki đã để lọt lưới 4 bàn thắng dành cho các thủ môn ở phía trên. Và như mình đã nói rồi, đây không phải là một bài kiểm tra là xem là ai là người để lọt lưới nhiều hơn, mà chỉ để xem, để tập giúp cho các thủ môn phản xạ nhanh hơn thôi. Tiếp theo sẽ lại là Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đang đối đầu với Kuki để xem ai là người để lọt lưới nhiều hơn thì phải. Tiếp theo là 12 cú sút nữa dành cho Bùi Tiến Dũng. Chúng ta chờ xem liệu Bùi Tiến Dũng có thể cản phá được ít hơn cái số 4 vừa rồi không nhá. Mình sẽ chỉ quay cái khung của Bùi Tiến Dũng trong cái khung thành này thôi để các bạn cùng đếm với mình nhá. Đôi khi là có thể mình quan sát không kịp và có thể đếm sai. Kết thúc cái bài tập vừa rồi thì lần này đã khá hơn lần trước. Bùi Tiến Dũng chỉ để lọt lưới 3 bàn thôi, khá là xuất sắc, rút ngắn hơn so với lần trước rồi. Và bây giờ thì tiếp theo sẽ là anh Thanh Thắng. Chúng ta cùng xem liệu sự phản xạ cực đỉnh của anh Thanh Thắng có giúp anh cản phá được nhiều cú sút hơn không nhé. Và không phải là anh Thanh Thắng các bạn ạ, hình như đó là tiếp tục là Kuki. À, vậy là Kuki và Bùi Tiến Dũng đang solo với nhau, xem ai cản phá được nhiều hơn. Thì vừa rồi Bùi Tiến Dũng chỉ để lọt lưới 3 bàn thôi. Tiếp theo thì Kuki không biết là sẽ để lọt lưới bao nhiêu bàn đây. Kuki cần phải cố lên nhiều hơn để cản phá được nhiều bàn thắng hơn so với Bùi Tiến Dũng. Và kết thúc cái tình huống bài tập hồi nãy thì Kuki đã để lọt lưới 4 bàn. Thật là đáng buồn cho Kuki, anh đã để lọt lưới 4 bàn mặc dù đã cố gắng hết mình. Nhưng mà không sao, đối so với cái bài tập này thì như vậy là đã cố gắng lắm rồi. Kuki hãy đứng dậy và tiếp tục cho những bài tập tiếp theo nhé. Đây là một bài tập khá là mệt đó, và lấy đi rất nhiều thể lực của các thủ môn. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi những cái bài tập tiếp theo ở trong cái buổi tập ngày hôm nay nhé. Chúc mừng cho Bùi Tiến Dũng. Ở phía bên đây thì có vẻ như Lý Nguyễn đã gặp phải một chấn thương khi mà anh đã không tham gia cái bài tập tiếp theo cùng với các đồng đội, và anh đã phải ra ngoài để nghỉ ngơi sớm, và mình thấy là chân anh đang băng đá. Thì rất có thể là anh đã gặp phải một chấn thương trong cái buổi tập vừa rồi. Bây giờ thì anh đã tháo giày và băng đá rồi và đang ngồi quan sát các đồng đội tập luyện. Không biết là chấn thương của anh có gây nguy hiểm gì không. Bây giờ thì Lý Nguyễn đang ngồi quan sát các đồng đội của mình thi đấu ở phía bên ngoài sân. Và các bạn có thể thấy trong cái bài tập tiếp theo Lý Nguyễn đã không thể tập luyện được. Và các bạn, mình sẽ zoom lại gần cái chân của anh cho các bạn xem. Chân của anh đang phải băng đá khá là nhiều. Có thể là anh mong là anh chỉ bị chật khớp hay là chỉ bị căng cơ nhẹ gì thôi, không gây đến một chấn thương nghiêm trọng dành cho cầu thủ mang áo số 24 này. Ở phía bên đây thì toàn đội đã chia ra làm 4 đội khác nhau, và họ sẽ chơi thi đấu ở trong sân nhỏ. Mỗi bên sẽ là 7 người và sẽ 6 cầu thủ đá và 1 thủ môn.
người vừa tung ra cú sút đó là Junior Barros. Sau khi chia ra 4 đội thi đấu xong thì các cầu thủ sẽ tiếp tục là tập luyện một bài tập khác về thể lực, đó là nhảy qua nhảy lại giữa cái chướng ngại vật mà huấn luyện viên Paulo đã làm ra, và sau đó chạy với tốc độ nhanh về phía bên trên cái cột dựng ở phía bên trên đó và sau đó trở lại. Đây là một bài tập để các cầu thủ duy trì thể lực. Mặc dù thi đấu ra nhưng mà vẫn phải tập luyện như thế này sẽ giúp các cầu thủ duy trì được cái thể lực cũng như là sức bền lâu hơn để dành cho những trận đấu chính thức. Bây giờ thì các cầu thủ đã đang được uống nước, ai cũng tỏ vẻ khá là mệt và uống khá là nhiều nước. Chấn thương của Lý Nguyễn thì mình nghĩ là sẽ không có gì đáng lo ngại khi mà mình thấy anh vẫn đang thoải mái ngồi thư giãn cũng như là massage chân. Có lẽ là anh chỉ bị đau nhẹ hoặc là chật khớp hay là gì đó thôi, chứ không có gì đáng lo ngại lắm đâu. Anh vẫn đang dành thời gian nghỉ ngơi để quan sát các đồng đội tập luyện.
Bây giờ thì hai đội chiến thắng sẽ gặp nhau ở trong trận đấu tiếp theo.